Ngày 25 tháng 11, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Châu Đốc phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh An Giang tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho cán bộ nhân viên ngân hàng. Tại buổi tập huấn, các học viên được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về luật phòng cháy và chữa cháy, nghị định của chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội phòng chống tai nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đồng thời được thông tin về một số vụ cháy điển hình, được cung cấp những kiến thức cơ bản về cháy nổ cũng như trang bị những kiến thức các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình sử dụng điện, trong quá trình sử dụng khí đốt quá lỏng, trong quá trình kinh doanh, bảo quản xăng dầu và các bước xử lý khi có tai nạn cháy nổ xảy ra. Trong quá trình tập quấn, các học viên tiến hành làm bài kiểm tra chất lượng về lý thuyết và thực hành, sử dụng các phương tiện chữa cháy thông dụng, tính năng đặc điểm và cách sử dụng bảo quản, các loại bình chữa cháy sách tay, dập tắt khai xăng, các động tác rải dòi cơ bản, các tư thế cầm lăng chiến đấu và thao tác sử dụng máy bơm chữa cháy, bảo trì bảo dưỡng và triển khai đội hình chữa cháy. Kết thúc buổi tập quấn, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh An Giang đã cấp giấy chứng nhận huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho các học viên đạt yêu cầu. Thì thời gian vừa qua là cái cái tình hình cháy nổ trên cả nước á có diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng thì những cái lớp tập quấn như thế này nó mang tính thiết thực rất là cao thì thông qua buổi học thì hầu hết các anh em trong cái lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ tại đơn vị thì nắm bắt được các kiến thức cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như là các các kỹ năng để mà thoát thoát hiểm để để mà khi mà có cháy nổ xảy ra thì lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ có thể kịp thời để mà dập tắt đám cháy cứu nạn hay là để giảm thiểu tối đa về thiệt hại về người về tài sản